Quý vị Trong cuộc họp báo chiều 3 tháng 8 năm 2023, trả lời câu hỏi của các phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc nhà chức trách Trung Quốc thông báo nước này sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện quân sự trên Biển Đông từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Khu vực thông báo tập trận bao trùm một phần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bà Phạm Thu Hằng là người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và không tái diễn vi phạm tương tự. Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việc Trung Quốc đưa một phần của quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận quân sự ở Biển Đông từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông tức DOC và gây phức tạp tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông tức COC và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Trước đó, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiến hành huấn luyện quân sự ở Biển Đông từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 trên một khu vực rộng lớn bao gồm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh niên liên tục cập nhật tại thanh vn và kênh youtube Báo Thanh niên. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh youtube Báo Thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất đăng ký kênh youtube báo thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn